Yeah, thank you. Everything here, here in yeah. this, right? Here. Okay. Yeah. Hello mọi người, set này là set của Estee Lauder ha. Ở đây có 24 sản phẩm ở trong này ha. Thì giá là 195 đồng là rất là rẻ luôn. 24 món thì mỗi ngày chúng ta mở ra một món như thế này ha. Hoặc là chúng ta có thể dùng làm quà tặng á. Đây. Một hũ này là giá là 60 đồng một hũ nha cả nhà. Set này rất là ok luôn nha. Các bạn cần thì inbox mình nha. Đây họ bán cho khách VIP thôi. Set này bán cho khách VIP mới có giá đó thôi. Cho nên mọi người cần thì cứ inbox mình liền nha. For Christmas rất là dễ thương, hoặc bạn có thể mua tặng cũng được ha. Đây mình coi full này. Rất là dễ thương. Estee Lauder Swan. Ok, mình có thể process. Rất là dễ thương. Just let me know. Okay. Because it looks like she wants it. She wants it on the Đây ở đây có số này các bạn có thể ý. Oh, mỗi số một món nha mọi người. Rất là nhiều món luôn. Các bạn mua cái này thì rất là lợi ha. Inbox mình ngay hôm nay nha cả nhà, bởi vì số lượng có hạn nha. Chỉ có mấy set ở đây thôi.